Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày Border Show của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây, anh đã giã từ vũ khí cùng với các bạn đồng đội hy sinh để thân xác lại giữa núi rừng Công Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người ở lại Charlie. Trong mơ, ôi đất bé,
vừa ở lại một mình. Jacqueline tên vẫn chưa quên người dân thị thành. Anh nhớ anh, trời đang cơn bão. Anh tiếc anh chiều dần thay áo. Một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie, xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi, xin một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie, xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi, xin một lần thôi vẫy tay tạ ơn.